Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận tập cần BarbieBot nha bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở ra bấm start chatbot nha bạn. Dạo gần đây mình ít là cái video cho tất cả các bạn là vì mình đang chơi Winfinex nha các bạn. Bạn bấm zone này góp nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone kênh góp nè. Ok. Tài khoản này đã bị out ra rồi, mình chọn tài khoản khác các bạn. Các bạn zone sau kênh Telegram group nữa nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục cùng follow Twitter và Twitter nè. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn tweet là bài viết đã game nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên. Tiếp tục các bạn sub follow Reddit vuốt của nó nè. Rồi các bạn son xào hay gấp nè các bạn. Rồi các bạn like nha tất cả các bạn. Vuốt đi rồi bạn bắt up lại. Rồi tiếp tục các bạn nhấn bấm vào mục submit detail nè các bạn. Rồi bạn bấm done. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link tại Twitter của mình nha các bạn. Trên tại Twitter các bạn nhấp vào bao cạnh cùng, nhấp vào hồ sơ nè, nhấp vào bao cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết của mình nha các bạn. Rồi bấm up lên nè. Đây là chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link profile Reddit thì các bạn nhấp vào Reddit nè các bạn. Các bạn Reddit của mình nè. Rồi các bạn nhấp vào bài ảnh cùng nha các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Các bạn copy cái dòng thời gian trên cùng nè, các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn gửi lên chatbot. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB sợ matchen trên YouTube chocolate nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB sợ matchen bet 20 nè, các bạn gửi lên chatbot nè. Rồi. Tiếp tục các bạn bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, như vậy các bạn việc lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm cần các bạn. Còn cái tóc cần mình sẽ cập nhật sau các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.